Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Trải qua nhiều mối tình ồn ào ở tuổi ngoài 50, cùng lời tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc hơn 18 tuổi. Sở hữu thân hình cân đối gợi cảm với chiều cao 1m68, khuôn mặt đầm chất Á Đông dịu dàng ngọt ngào, cùng lời từng được xếp vào hàng tứ đái mỹ nhân hiện đại, thế hệ thứ hai tại Trung Quốc. Bên cạnh trường Mạn Ngọc Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân, không những vậy, nhờ khả năng ghi nhớ tốt, hóa thân đa dạng và diễn xuất đầy cảm xúc, cùng lời không chỉ thành danh tại Trung Quốc, mà còn là một trong số ít ngôi sao hoa ngữ được xuất hiện trong phim Hollywood. Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng chuyện tình cảm của mỹ nhân sinh năm 1965 lại gặp không ít trắc trở. Ở tuổi U60, cô trải qua nhiều mối tình ồn ào, lần đần. Mối tình tài tiếng nhất của cùng lời đó là chuyện tình 8 năm bên đạo diễn Trường Nghề Mưu. Cùng lời và Trương Nghệ Mưu gặp gỡ và phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Cao Lương Đỏ. Thời điểm ấy, Cùng lời mới chỉ là một cô sinh viên chập chứng bước vào nghề, đứng dưới những điều xô bồ mới mẻ của làng kịch nghề, Trương Nghệ Mưu thành chỗ rửa tinh thần đáng tin cậy nhất cho cô gái trẻ 22 tuổi. Bất chấp khoảng cách 15 tuổi và việc Trương Nghệ Mưu đã có vợ, Cùng lời xa vào lưới tình trở thành người yêu bé nhỏ của vị đạo diễn nổi tiếng. Mối quan hệ của cả hai vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng, đặc biệt là khi Trương Nghệ Mưu quyết định ly hôn người vợ, gắn bó suốt 20 năm để đến bên cùng lời. Trong cuốn tử truyện của Tiêu Hoa, vợ cũ Trương Nghệ Mưu bà tâm sự, cảm thấy chết lặng khi thấy lá thư tình của Cùng lời gửi cho chồng mình với lời ngỏ Anh đã rời đi và mang theo trái tim của em. Trong thư, cùng lời mong muốn được kết hôn và sống hạnh phúc bên Trương Nghệ Mưu. Buổi chiều ngày 31 tháng 10 năm 1987 là buổi chiều mãi in sâu trong ký ức của tôi. Lá thư tỉnh đó của khủng lợi đã đánh gục tôi hoàn toàn. Tiểu Hòa viết Năm 1990, cùng Lợi và trương nghệ mưu lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Thời điểm này, nữ diễn viên chia sẻ cô đã sẵn sàng kết hôn trước bà 15 tuổi và sinh cho trương nghệ mưu bốn người con đã đến lúc tôi không còn muốn đóng phim nữa chỉ đợi về nhà chồng yên phận làm sâu thảo phở hiền thôi cô thẳng thắn bày tỏ tuy nhiên dù đã sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp và tuổi xuân để ở bên trường nghề mưu suốt 8 năm bên nhau cùng lời vẫn chưa nhận được lời cầu hôn mà cô hằng mong chờ mỗi khi đề cập đến việc kết hôn trường nghề mưu đều nhẹ nhàng khước từ ông nói kết hôn không phải chỉ là một tờ giấy hay sao vì sao mọi người phải coi trọng nó như vậy sau này vì những mâu thuẫn hiểu nhầm trong chuyện tình cảm, cùng lời và Trương Nghệ Mưu quyết định đường ai nấy đi vào năm 1995 sau 8 năm vượt qua mọi thị phi để sống chung như vợ chồng. Sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Trương Nghệ Mưu hơn một năm sau, cùng lời quen biết tỷ phú Huỳnh Hòa tường qua sự giới thiệu của một người bạn. Huỳnh Hòa tường hơn cùng lời 11 tuổi khi ấy đang là giám đốc điều hành công ty thuốc lá Anh Mỹ khu vực châu Á Thái Bình Dương biết Huỳnh Hòa Tường đang theo đuổi mình, cùng lời thẳng thắn bày tỏ rằng cô không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này. Tuy nhiên, vì quyết tâm theo đuổi bằng được người đẹp, Huỳnh Hòa Tường tìm mọi cách lấy lòng người nhà cô. Ông thường xuyên bay đến Bắc Kinh để thăm công lợi. Mỗi lần đến chơi, ngoài qua cáp, Hòa Tường thường giúp bà Triệu Anh, mẹ của nữ diễn viên làm việc nhà, hướng dẫn bà sử dụng VCD, điện thoại. Sau khi trở về Hồng Kông, ông thường xuyên gọi điện đến để hỏi thăm. Bà cảnh tốt cùng tấm chân tình của Hòa Tường khiến mẹ cùng lời chất quý mến và ủng hộ mối quan hệ này. Bà thuyết phục con gái, Huỳnh Hòa Tường là người chân thật, có trách nhiệm, một người đàn ông như vậy có thể cho con hạnh phúc lâu dài, ổn định, tại sao không chấp nhận nó? Nghe lời cha mẹ, cùng lời mùi lòng và quyết định nhận lời Huỳnh Hòa Tường. Ngày 15 tháng 2 năm 1996, cả hai tổ chức đám cưới và chuyển đến sống tại Hồng Kông. Nếu như ngày trước, khi ở bên trương nghề mưu, cùng lời thường phải chăm sóc, lo lắng cho người tình, thì đối với Huỳnh Hòa Tường lại khác. Cô như một cô công chúa bé nhỏ được quan tâm, yêu thương và an ủi nhiều hơn. Sau khi kết hôn, cùng lời giảm bớt các hoạt động giải trí để tập trung, lo cho tổ ấm nhỏ. Tuy nhiên, năm 2000, công việc làm ăn của Huỳnh Hòa Tường gặp khó khăn, khiến cô phải trở lại sâu biết làm việc để giúp đỡ cho chồng quay trở lại showbiz ồn ào cùng lời vững vào khá nhiều tin đồn về chuyện tình cảm. Dù tin tưởng và yêu thương vợ, nhưng những khó khăn trong việc cân bằng kinh tế hôn nhân cùng nhiều hiểu lầm đã khiến cả hai ngày càng xa cách. Nguyên nhân đỉnh điểm khiến cả hai không thể tìm được tiếng nói chung đó là cùng lời không thể sinh con. Năm 2007, nhân một chuyến vợ chồng con cái về thăm nhà, mẹ cùng lời nói với con gái. "Chẳng phải đã đến lúc sinh con rồi sao?" năm đó cũng Lợi 42 tuổi và đã kết hôn được 11 năm. Suốt 2 năm sau, nữ diễn viên đi khám sức khỏe đến chùa cầu khấn nhưng đều không thể có con. Năm 2012, cô chính thức lên tiếng thừa nhận đã ly hôn vào năm 2009. Tức là trên thực tế, hôn nhân của cùng lời kéo dài 13 năm, từ năm 1996 đến năm 2009. Trước đó, cả hai đã có một khoảng thời gian dài sống ly thân. Hết cho sự đổ vỡ hôn nhân này, Huỳnh Hòa Tường nói. Chúng tôi xa nhau nhiều hơn là ở bên nhau, giữa chúng tôi chỉ còn tình bạn chứ không còn tình yêu. Chúng tôi trao đổi về vấn đề này ba lần và cuối cùng đồng ý chia tay. Năm 2017, cùng lời gặp gỡ và phải lòng, Jean Michel Cherry, nhà sản xuất soạn nhạc và ca sĩ tài năng người Pháp hơn cô 18 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác và việc Jin từng trải qua bà của hôn nhân, có bà con riêng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 5 năm 2019. Chia sẻ về mối tình với mình tình Trung Quốc, Jin kể rằng giữa ông và vợ đã dành cho nhau tình cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc tại nhà một người bạn. Nam ca sĩ là người chủ động tiến đến bắt chuyển cùng với cùng lời. Đáp lại ông, cô cũng tỏ ra thân thiện và giao lưu với từng người trong ekip. Jin cho rằng giữa ông và vợ vẫn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân dù hai người chênh lệch 18 tuổi. Chúng tôi đến với nhau như hai người xa lạ, không cùng trục tộc, màu da, thế hệ. Chính tình yêu và sự bao dung đã gắn kết cả hai như một nhân duyên sắp đặt từ trước, ông nói. Từ phóng viên nhận xét ra sao về vợ mình, Jin khẳng định Ông đánh giá cao năng lực của vợ và khẳng định cô là diễn viên huyền thoại của Trung Quốc, cũng như mang những phẩm chất mà biết bao người phụ nữ trên thế giới khao khát. Hai, cùng lời và ông xã thường xuyên tay trong tay xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Đứng trước mặt chồng, mỹ nhân nức tiếng một thời không che giấu được nụ cười hạnh phúc trả ngơi. Jin rất cưng chiều vợ, quan tâm vợ. Nhiều người cho rằng ông chính là người đã giúp cùng lời vượt qua nỗi sợ hôn nhân và những đau khổ từ nhiều mối tình không trọn vẹn trong quá khứ